báo cáo quản lý tiền công đức, vàng thật không sợ lừa. Quý vị thân mến, những thông tin liên quan đến việc báo cáo quản lý tiền công đức của chùa Ba Vàng khiến dư luận quan tâm, bởi thực tế, việc quản lý tiền công đức vốn là vấn đề rất nhạy cảm. Thứ nữa, liên quan đến Ba Vàng, ngôi chùa với những tai tiếng không ít thời gian gần đây. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, thì có 50 di tích không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí, thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá là ngôi chùa có số thu công đức cao. Với hệ thống truyền thông bài bản ngay lập tức, chùa Ba Vàng liên tiếp đăng 3 thông tin cho rằng báo cáo này không đúng sự thật, bởi chùa không nhận được bất cứ đoàn kiểm tra hay thông báo nào. Bộ Tài chính cũng lên tiếng khẳng định, thông tin báo cáo tiếp nhận từ tỉnh Quảng Ninh gửi lên. Thực tế thì, việc lùm xùm về báo cáo này đáng ra không nên có, bởi vào tháng 3 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 04/2023 hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Trong đó có quy định rõ ràng, tiền công đức không do nhà nước quản lý, nhưng nhà nước sẽ có quyền kiểm tra, giám sát nhằm công khai minh bạch cho Phật tử và bá tánh biết, cũng là để tránh những trường hợp tư lợi riêng khi không có một chế tài nào quản lý. Điều này đã được quy định tại khoản 2 điều 18 thông tư số 04/2023/TT-BTC về việc yêu cầu các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ tháng 3 năm 2023 thì Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2. Thiết nghĩ, với những thông tin rất quan trọng, lại liên quan đến Quảng Ninh cùng với hệ thống truyền thông bài bản, chùa Ba Vàng sẽ là đơn vị đầu tiên có thể tiếp nhận những văn bản này. Lại nói, đây là một chỉ đạo rất lớn của Chính phủ, thí điểm đầu tiên của Quảng Ninh mà để thiếu sót đến mức khiến chùa lớn như Ba Vàng mà không nhận được bất cứ văn bản nào thì thật là khó hiểu. Mới đây, trong công văn gửi chùa Ba Vàng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí nêu rõ, ngày 15 tháng 5 năm 2023, thành phố Uông Bí đã ban hành quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố, ban hành công văn số 1574/UBND-TCKH ngày 23 tháng 5 năm 2023 về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử, văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố. Trong đó, đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm. Tuy nhiên, chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản nên chùa chưa thực hiện các nội dung tại văn bản số 1574/UBND-TCKH và báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo bổ sung Sở Tài chính, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, thời gian báo cáo trước ngày 28 tháng 7 năm 2023. Thôi thì, vàng thật không sợ lừa, đã có thông báo chính thức từ tỉnh Quảng Ninh, dư luận cũng rất chờ đợi, ngày 28 tháng 7 tới đây sẽ có thông tin từ báo cáo quản lý tài chính của chùa Ba Vàng. Xem xét khoan hồng cho các bị cáo đưa hối lộ vụ chuyến bay giải cứu. Kính thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị lại mức án cho 9 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu theo hướng giảm nhẹ 1 năm hoặc cho hưởng án treo. Trong đó, có 4 bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ. Cụ thể, Vũ Thủy Dung từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 đến 5 năm. Bị cáo Phạm Bá Sơn từ 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 36 đến 40 tháng. Bị cáo Tào Đức Hiệp 18 đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 đến 40 tháng. Bị cáo Trần Quốc Tuấn, công ty Vichato, bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm. Pháp luật nghiêm minh nhưng cũng phải khoan hồng đối với những trường hợp có thể vận dụng giảm nhẹ hình phạt, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét.
Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị lại mức án cho 9 bị cáo, chính là thể hiện sự khoan hồng nhân văn của pháp luật. Đối với những bị cáo trong nhóm đưa hối lộ, theo lời khai công khai trước tòa, họ hoàn toàn thụ động, có những trường hợp chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Trong một doanh nghiệp, sếp phân công nhân viên đi đưa tiền cho ai đó, thì việc cấp dưới là chấp hành. Lúc đó, không ai nhận thức được hành vi của mình là đưa hối lộ, mà chỉ suy nghĩ đơn giản là làm việc mà mình được cấp trên giao cho. Ngay cả những cán bộ chức vụ cao như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của đại diện 13 doanh nghiệp để tạo điều kiện khi cấp phép chuyến bay. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hơn 25 tỷ đồng, nhưng vẫn cho rằng không nhận thức được cầm chừng đó tiền là nhận hối lộ, mà xem như là quà cảm ơn. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, còn những bị cáo khác thuộc nhóm đưa hối lộ. Cho dù họ có chức vụ cao trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chính trong việc đưa tiền cho các quan chức, nhưng họ cũng không phải hoàn toàn chủ động, mà chủ yếu bị ép buộc. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, đã thuê máy bay, đã bỏ tiền ra đặt cọc, họ phải đưa tiền để được cấp phép. Như bị cáo Trần Thị Mai Sa, công ty Master Life nói, bị cáo rất lo lắng, sau chuyến bay đầu tiên không thể tổ chức và bị cáo phải bán nhà, bị cáo rất run như chim sợ cành cong vì không còn nhà để bán nữa. Câu nói, sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả, không chỉ dành riêng cho bị cáo Trần Thị Mai Sa mà còn nhiều doanh nghiệp khác. Đương nhiên, muốn sếp biết thì doanh nghiệp phải biết điều. Những bị cáo đưa hối lộ vì bị ép buộc, vì bị đẩy vào đường cùng, tưởng cũng nên xem xét để được hưởng sự khoan hồng. Xuất khẩu gạo tăng mạnh, lợi gần nhưng vẫn phải lo xa. Quý vị thân mến, việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo là cơ hội giúp hạt gạo Việt Nam tăng tốc xuất khẩu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 4,2 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trị giá xuất khẩu gạo tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 2,3 tỷ USD. Với tình hình xuất khẩu gạo trên thế giới ở thời điểm hiện tại và 6 tháng cuối năm, cùng với giá gạo đang tăng cao, thì mục tiêu xuất khẩu khoảng 7,2 triệu tấn gạo đạt hơn 4 tỷ USD là trong tầm tay. Đây sẽ là mức kỷ lục lịch sử xuất khẩu gạo Việt Nam. Vui là bởi cơ hội cho gạo Việt Nam tiếp cận thêm thị trường, giá gạo tăng mạnh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và người sản xuất lúa gạo cũng có cơ hội tăng thu. Song về mặt chiến lược, trong bối cảnh thiên tai bất thường và tình hình chính trị nhiều khu vực trên thế giới bất ổn, thì xuất khẩu gạo không phải là lĩnh vực ưu tiên. Bằng chứng là tại chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 vừa được phê duyệt cuối tháng 5 năm 2023. Mục tiêu đưa ra là đến năm 2030 sẽ giảm khối lượng xuất nhập khẩu xuống chỉ còn 4 triệu tấn với kim ngạch tương đương chỉ là 2,26 tỷ USD, chấp nhận nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2023-2025 giảm khoảng 2,4%, và giai đoạn 2026-2030 giảm khoảng 3,6%. Lý do là cần đảm bảo an ninh lương thực. Nếu như nhiều nước, đặc biệt là Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tăng cường dự trữ cho thấy nguy cơ khủng hoảng lương thực trên toàn cầu trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Việt Nam là nước chuyên xuất khẩu, nhưng các chuyên gia cảnh báo nếu có bao nhiêu xuất bấy nhiêu sẽ tạo ra sự mất cân đối, đặc biệt nguồn gạo dự trữ không đảm bảo. Chính vì thế, dù tạo điều kiện để các thương nhân tăng cường xuất khẩu, nhưng Bộ Công Thương đã phải khuyến cáo các địa phương, các thương nhân phải thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực. Mức dự trữ theo quy định nêu trong Nghị định 107 ghi rất rõ, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó. Đây chính là yếu tố cơ bản để đảm bảo lượng gạo dự trữ, cũng như không để xảy ra tình trạng lạm phát giá gạo cũng như lương thực trong nước nói chung. Vấn đề hiện nay chính là làm sao giám sát và kiểm soát được việc xuất khẩu gạo đúng theo Nghị định 107, tránh trường hợp đua nhau tận dụng thời cơ xuất khẩu gạo. Lợi gần nhưng cũng phải biết lo xa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.